Sáng ngày 8 tháng 11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có báo cáo với Quốc hội về việc giải quyết tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, các bệnh viện chậm tiến độ. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, năm 2022, tại một số cơ sở y tế công lập đã xuất hiện tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị, vật tư y tế và bệnh viện phải mua thuốc ngoài, thanh toán bảo hiểm y tế khó khăn, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bên cạnh đó, tình trạng quá tải bệnh viện chưa được khắc phục hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu là do đại dịch COVID-19 dẫn đến đứt gãy các chuỗi cung ứng, các bất cập trong quy định về đăng ký, đấu thầu, mua sắm, còn có tâm lý e ngại, sợ sai ở một số cơ quan, cơ sở y tế, đầu tư phát triển cơ sở khám chữa bệnh còn hạn hẹp, vân vân. Với tinh thần bảo vệ chăm sóc sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết, Chính phủ đã trình Quốc hội sửa đổi bổ sung các luật về đấu thầu, giá, khám bệnh, chữa bệnh và các nghị quyết cho phép gia hạn giấy đăng ký lưu hành đối với thuốc hết hiệu lực lưu hành, ban hành nghị quyết về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, chỉ đạo gỡ vướng và các cái khó khăn trong hoạt động đấu thầu, mua sắm, thanh toán bảo hiểm y tế. Đến nay, tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế từng bước được xử lý hiệu quả, trong đó đã đảm bảo đủ các loại thuốc thiết yếu phổ biến. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập tổ công tác và yêu cầu khẩn trương xây dựng triển khai phương án giải quyết những vấn đề tồn động của hai dự án Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Hiện nay, tổ công tác thì cũng đã có báo cáo và đang có những cái tiến triển tích cực. Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ bao gồm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật dược, luật bảo hiểm y tế và xây dựng trình Quốc hội sớm ban hành luật trang thiết bị y tế để giải quyết các vấn đề thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và bảo hiểm y tế một cách căn cơ, có hệ thống, đảm bảo hiệu quả. Hai là yêu cầu các bộ, các ngành, các địa phương theo thẩm quyền tiếp tục khẩn trương rà soát sửa đổi các quy định pháp luật để tháo gỡ vướng mắc bất cập trong mua sắm, đấu thầu, đàm phán giá thuốc, đảm bảo công khai, minh bạch. Ba là thúc đẩy phát triển mạnh ngành công nghiệp dược, trang thiết bị y tế về mặt lâu dài. Bốn là tập trung xây dựng cơ sở y tế mới góp phần giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Năm là chú trọng đào tạo phát triển nhân lực, ngành y tế có chính sách đãi ngộ, trọng dụng, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế.